chào cả nhà đang quay trở lại với kênh Nước Mũi Vlog. Lúa nhà mình mới vô nha cả nhà. Hôm nay thì cũng được một ít tôm sắt, một ít cá mực gà, mình lựa mình làm mắm. Ý lựa cho mẹ thấy cái gỗ này để mẹ làm mắm ấy. Đổ vô mẹ, đổ vô nè, lựa thấy ở đây nè, đổ đúng vô. Cá này mình làm mắm chua rồi, lựa dục gái. Hôm nay mình có chừa được một ít cá mòn gà để mình muối mình làm mắm. Cái này mình trộn muối rồi nè cả nhà, mình muối khoảng một ngày vậy đó. Ngày mai mình đem đi cắt đầu xong rồi mình rửa sạch rồi mình mới ốp gia vị. Cá này mình không làm mắm thì mình có thể làm khô, phơi khô á. Còn bên đây thì mình cũng để dành được một ít cá ngát nè, mình sẽ một ngày được 2-3 con chứ không có được nhiều á. Rồi mình để dành được vài ngày cái có nhiều cái mình đem đi xẻ mình làm khô. Cá ngát này, cá ngát cái nó có trứng, cái thịt nó bị dai, nó ốm, nó không có được mập, thịt nó dai thì mình đem đi mình làm khô. Còn cái trứng thì mình chiên, mình làm món chiên. Mình làm nghề đánh bắt thì có rất là nhiều loại hải sản, thì mình về mình tự chế biến món ăn chứ mình không có tốn tiền mua. Sau khi cá mà mình rửa sạch, cắt đầu mình rửa sạch thì mình đem đi ốp thính. Cái này là gạo mình rang cho vàng rồi mình xay á. Bây giờ người ta bán sẵn không à, mình không có xay như ngày xưa. Ngày xưa làm mắm là phải rang mình xay. Thêm một ít rượu trắng và 300 g đường thốt nốt. Này mình cho thêm tỏi ớt để có nó có mùi thơm. Chọn ra từ vô keo để tầm khoảng một tháng mình ăn được.
mắm cá này mình cũng có thể trộn đu đủ được, mắm tôm trộn đu đủ, mắm cá trộn đu đủ, mắm chua lên nó là mình trộn được. Sau khi mình cho tỏi ớt rồi mình trộn đều, mình múc vô trong keo mình gài thì con mắm nó sẽ dẻ hơn. Mình không có cây gài thì mình lấy muỗng mình ém nhận cho con mắm nó sát vô cái keo. Để mình không có keo thủy tinh đó, mình dùng cái keo nhựa cũng được. Mình dùng muỗng mình ném xuống cho con mắm nó cứng. Mình không có cây để gài thì mình dùng muỗng. Có cái que tre, que bằng tre mình gài nó có cái độ cong, độ dẻo, dễ gài. Mình không có thì mình tạm dùng muỗng. Như vậy là đã thành phẩm rồi nha cả nhà. Nhìn hấp dẫn không? Nhưng mà một tháng nữa ăn được thì nhìn nó hấp dẫn hơn. Đây, mắm cá mòn gà.